once again. Mà các bạn đã vượt qua được cái kỳ thi ASVAB và kiểm tra cái sức khỏe ở UMAPS, thì nếu mà các bạn còn ngồi đây và có thể xem được video này, có nghĩa là các bạn đang ở trong cái chương trình DEP. Vậy thì DEP là cái gì thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về lính cũng như quá trình đi lính như thế nào thì đừng quên subscribe cho mình ở ngay đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về DEP. DEP là cái từ viết tắt của cụm từ Delay Entry Program. Thì căn bản mà nói thì cái chương trình này là bạn chỉ có ngồi đó chờ để chuẩn bị được ship đi tới Basic Training, hay còn được gọi là Bootcamp. Thì khi các bạn bước vào cái chương trình này rồi á, thì các bạn trên giấy tờ thì các bạn đã là lính rồi, nhưng mà vẫn chưa được trả tiền và vẫn chưa có một cái khóa huấn luyện nào đối với các bạn hết. Nhưng mà các bạn phải tới báo cáo với cái chỗ tuyển binh á, ít nhất là một lần một tháng, để người ta có thể kiểm tra được xem là cái tình hình sức khỏe và cái tình hình thể dục thể thao của bạn có tiến bộ hay không, hay là bạn có bị cái gì hay không. Thì đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng cho các bạn. Thứ nhất là các bạn dùng cái thời gian này để mà phát triển thêm về cái tình hình thể dục thể thao cũng như sức khỏe của mình. Hoặc là trong cái thời gian này bạn có thời gian để suy nghĩ lại xem cái việc mình quyết định đi lính nó có đúng đắn hay không, thực sự muốn đi hay không. Thì nếu mà sau khi suy nghĩ xong mà các bạn đã quyết định lại là ok, bây giờ đi lính không có phải là cái mục tiêu của mình nữa, thì các bạn có quyền từ bỏ, các bạn có thể drop ra và không có bị một cái ảnh hưởng nào với cái thế giới bên ngoài cả, không có ảnh hưởng tới trường, không bị ảnh hưởng gì tới công việc làm của các bạn cả. Cái quá trình để mà các bạn có thể từ bỏ nó rất là đơn giản. Thì khi mà cái người mà tuyển binh á, người ta đưa cho bạn một cái ngày, bắt bạn là phải vào đúng cái ngày này, phải chạy xuống dưới Maps để mà chuẩn bị được ship đi tới Basic Training, thì các bạn chỉ cần không tới vào ngày đó thôi. Tại vì nếu mà các bạn nói với cái người tuyển binh đó là tôi muốn bỏ, tôi không muốn đi nữa, thì người ta sẽ dùng đủ tất cả mọi cách, người ta sẽ nói làm sao đó để cho các bạn suy nghĩ lại một lần nữa, để cho các bạn sẽ xuất hiện vào cái ngày hôm đó. Nhưng mà các bạn chỉ cần là không nói với ai hết, không làm gì cả, chỉ đừng tới vào ngày đó thôi, thì coi như mọi chuyện đã được êm xuôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện thứ hai mà khi các bạn ở trong chương trình DEP này mà mình muốn lưu ý tới á, đó là người ta sẽ cho bạn một cái ngày ship day nhất định để bạn đi tới Basic Training. Nhưng mà sau đó cái người ta gọi lại, người ta bảo là bây giờ tao có thể ship mày đi sớm hơn, thì mày có muốn đi sớm hơn hay không? Thì các bạn phải lưu ý, phải cẩn thận ở cái chỗ này là khi mà các bạn đã chọn được một cái nghề mà các bạn yêu thích rồi và có được một ngày ship day nhất định rồi á, thì các bạn hãy gắn với cái ngày đó, không đi sớm hơn, chỉ vào đi vào đúng ngày đó thôi, thì bạn mới có được cái nghề mà bạn đã chọn. Còn nếu mà các bạn lựa chọn đi sớm hơn thì người ta sẽ có cơ hội, người ta đổi cái nghề của bạn lại. Ví dụ như là các bạn có ngày ship day vào tháng 12 và người ta sẽ đảm bảo cho bạn là bạn sẽ có cái nghề là thợ sửa máy bay chẳng hạn. Nhưng sau đó cái người ta gọi cho bạn, người ta nói bây giờ tao có thể đưa mày đi sớm hơn là vào tháng 9, nhưng mà cái nghề của mày sẽ là cái nghề mà bơm bánh máy bay chứ không. Không còn sửa máy bay nữa. Thì nếu mà các bạn muốn đi sớm thì các bạn có thể chọn đi và người ta sẽ đổi nghề. Còn mà nếu các bạn vẫn cứ giữ và đi tháng 12 thì các bạn sẽ có cái nghề mà các bạn mong muốn. Trên các bạn đang ở trong cái DEP á, là các bạn có thể chuyển từ quân lực này qua quân lực khác. Ví dụ như các bạn đang DEP ở trong Army thì cái bạn bè nói là thôi đừng đi Army nữa, đi Navy đi. Thì Navy nó có thể là nó khỏe hơn, nó sướng hơn hay như thế nào đó. Và các bạn quyết định rằng ok, bây giờ mình sẽ đi Navy. Thì các bạn chỉ việc tới nói chuyện với người tuyển binh của Navy, thì sau đó người ta sẽ làm giấy tờ cho bạn, người ta có thể sẽ kêu các bạn ký một vài giấy tờ khác thôi, chứ không có chuyện gì cả. Và đó là những cái điều mà các bạn có thể làm được trong quá trình DEP. Còn mà sau khi các bạn đã xuống tới Maps mà ký cái tờ giấy cuối cùng để chuẩn bị ship đi bootcamp rồi á, thì mọi chuyện là coi như xong rồi, không còn gì để tháo gỡ được nữa hết. Mà nếu muốn tháo gỡ sẽ rất là khó khăn, cho nên các bạn phải hết sức lưu ý. Thì đó chính là DEP, là cái cơ hội cuối cùng mà các bạn có thể thay đổi được những cái quyết định mình đã làm. Like, subscribe và share cho những người bạn khác biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.